Câu hỏi của khán giả Nguyễn Quốc Tuấn, số điện thoại là 0905 và 3 số cuối là 845 ở Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có hỏi như sau. Trồng 5 sào cây cà phê được 5 năm, trên thân thì xuất hiện những sọc dài khoảng từ 4 đến 5 cm quấn ngang thân cây và có màu đen, lá cây thì bị vàng và ngoài ra thì không có hiện tượng nào khác. Đã bị bệnh khoảng 30% và hiện tại có khoảng 30% số cây bị bệnh, có dùng thuốc nhưng không thể đỡ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất là những cái sợi, những cái sọc dài này, nếu mà nó là sợi chìm đấy, nó không phải là thành sợi lên ý, mà nó quấn ngang thân thì thường là do nấm nó gây hại. Thế còn nếu mà những cái sọc dài này mà lại dài 4-5 cm lại quấn ngang thân mà nó nổi lên thành gờ như sợi thì đấy có thể là một loại ký sinh, nó mà chúng ta gọi là cây tầm gửi ấy, nó quấn ở quanh thân và nó lấy mất dinh dưỡng của cây thì chắc chắn là nó cũng sẽ làm cho cây lá bị vàng vì không hút được dinh dưỡng, thân nó bị bệnh. Và đã bị đến 30% thì chúng ta cũng phải nên nghĩ cách để phòng trừ, chứ nếu không thì nó sẽ bệnh nó lại ngày càng nó càng tăng lên. Thì nếu mà nó là nấm hoặc những cái sợi gọi là tầm gửi đấy, thì chúng ta có thể quét vôi bột hoặc là quét các thuốc gốc đồng hoặc là quét một số thuốc có hoạt chất như difenoconazole hoặc là phun đậm thân cây, những cái thuốc này để xem có hạn chế được chúng hay không. Nếu là nấm thì nó sẽ bị chết. Thế còn nếu mà những cái dây, nó là những cái sợi dây nhỏ mảnh mà là sợi dây tầm gửi thì chúng ta dùng các thuốc gốc đồng để chúng ta quét để hạn chế cái tác hại của cây, hoặc là phun đậm các cái thuốc gốc đồng hoặc là dùng propiconazole để tạo cho vườn cây thông thoáng, có ánh nắng thì nó sẽ hạn chế được tác hại của những cái hiện tượng mà nó tạo thành những cái sọc mà nó quấn ngang thân. Thì bác có thể dùng các thuốc gốc đồng hoặc hợp chất có đồng như copper oxy chloride hoặc copper hydroxide hoặc difenoconazole hoặc propiconazole. Đấy, chúng ta có thể phun hoặc chúng ta quét vào thân cây để hạn chế tác hại của những cái sọc mà nó quấn ngang cây những màu đen như thế này, thì cây nó mới không bị bệnh ở thân nữa, thì nó mới hút được dinh dưỡng, thì lá nó sẽ không bị vàng. Chúc bác xử lý thành công. Khán giả Trần Trung Hiếu có số điện thoại là 039, 3 số cuối là 802, từ Liễn Sơn, huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc đã gọi về chương trình ạ. Khán giả có hỏi về 12 con lợn thương phẩm và mỗi con nặng khoảng 30 kg. Hiện tại thì khoảng 20 ngày nay thấy lợn có hiện tượng là viêm phổi, bị ho và bị chảy nước mũi. Khán giả cũng đã sử dụng Flo 30 và Flotilan cộng với lại Safatilan nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi trong trường hợp này cần khắc phục như thế nào? Và vâng, xin mời chuyên gia Lê Văn Lâm tư vấn cho khán giả. Vâng, xin chào anh Hiếu. Ở đây anh có mô tả lợn viêm phổi, ho và chảy nước mũi, tức là anh đang nghi lợn bị suyễn, và vì thế cho nên anh dùng Flo 30 là Flofenicol nữa, 30%, hoặc là Flotilan, rồi hoặc là Safatilan, vân vân. Thì nói chung tất cả thuốc này đều trị ho suyễn, nhưng mà có một điều khán giả rất thật thà nói rằng là không hiệu quả, tức là chắc là tiêm nhiều rồi nhưng mà lợn không hiệu quả. Vậy thì chúng ta phải quay ngược lại để hiểu xem vậy thì cái đấy có phải là bệnh suyễn hay không, hoặc là có thể là viêm phổi thuần túy hay không, và viêm phổi ấy là viêm phổi nguyên phát hay viêm phổi thứ phát. Thì theo tôi thế này, rất nhiều khả năng đây là một cái bệnh viêm phổi có thể là suyễn là nguyên phát nhưng đã bội nhiễm với những cái bệnh khác nữa. Và bệnh khác nữa là bệnh gì thì chủ yếu ta phải hướng đến cái trường hợp xấu nhất, đó là tai xanh. Vì tai xanh là một trong những cái bệnh mà gây nên rối loạn hô hấp và gây nên rối loạn sinh sản. Thế mà đối với lợn con thì hô hấp là chính. Vậy thì cách điều trị như sau. Thứ nhất là anh nên tiêm lại hai vaccine dịch tả lợn, mà dịch tả cái vaccine của Việt Nam thôi, chủng C. Và tai xanh thì riêng vaccine tai xanh thì tôi khuyên anh là dùng cái vaccine GXA1R của Trung Quốc hoặc là Boehringer của Đức. Hai vaccine này anh tiêm cùng một lúc vào hai bên mang tai. Thế sau khi tiêm xong khoảng 15-20 phút thì anh tiêm Macavet. Cái Macavet cái việc thứ nhất là tiêm vaccine, xin lỗi, hai vaccine cùng một lúc. Sau đó anh cho toàn trại của anh, nhớ là vaccine này là
tiêm toàn trại. Dù những cái đàn khác cũng không bị thì cũng nên tiêm. Thế sau đó thì anh cho toàn trại lợn của anh ăn cái sản phẩm gọi là ti đốc TA. Cái ti đốc TA này thì anh dùng 2 gram cho 1 cân thức ăn, cho đều và cho ăn liên tục 5 đến 7 ngày. Đây là việc thứ nhất, toàn trại. Việc thứ hai là riêng con ốm. Thì khi con ốm thì anh sau khi tiêm vaccine xong thì anh bắt riêng con ốm ra hoặc anh tách riêng con ốm ra và anh tiêm Macavet. Macavet anh tiêm cách một ngày là một mũi, một với liều lượng là 1 ml cho 15 cân thể trọng. Cách một ngày, nhớ là cách một ngày tiêm một mũi Macavet. Liều lượng là 1 cc cho 15 cân thể trọng. Sáng và chiều ngày thứ hai và thứ tư thì anh dùng vi răng tê và đề sa thái, mỗi loại 1 cc, trộn lẫn lại tiêm cho 10 cân heo. Nhớ là một lần vi răng tê 1 ml, đề sa thái 1 ml, trộn lẫn lại tiêm cho 10 cân lợn một lần. Ngày thứ hai và thứ tư, mỗi một ngày đó phải tiêm 2 lần vào sáng và chiều. Anh làm đủ đúng như tôi vừa nêu thì 5 ngày sau đàn lợn của anh khỏi bệnh.